chuyện rợn người về ngôi biệt thự ma ám nổi tiếng nước Mỹ, người ta đồn rằng bóng ma của người quá phụ vẫn còn vương vấn trong tháp và hàng đêm làm cho ngôi nhà bừng sáng với một ngọn lửa ma quái. Tại Tupelo, bang Alabama, Mỹ, người ta đang khôi phục ngôi nhà của dòng họ The Rick, một ngôi nhà cổ kính hiện đang giữ một vị trí trong danh mục địa chỉ lịch sử quốc gia. Tuy nhiên, biệt thự nhà The Rick không phải luôn được ưu tiên bảo tồn như bây giờ. Trên thực tế, nhà The Rick đã đổi chủ nhiều lần kể từ cái chết thảm khốc của chủ sở hữu đầu tiên. Một số người cho rằng, điều này có liên quan đến những câu chuyện về hồn ma ám ngôi nhà này, được xây dựng trong suốt 2 năm bắt đầu từ năm 1837. Biệt thự nhà The Rick thuộc sở hữu của chủ nô John The Rick và vợ ông, Sarah. Đây đều không phải là cuộc hôn nhân đầu tiên của cả hai người. Vợ và chồng trước của họ đã chết và chồng của Sarah đã để lại cho bà rất nhiều tiền bạc và tài sản. Những người nô lệ của The Rick đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng ngôi nhà mới. Hầu hết kiến trúc tinh xảo của ngôi nhà đều có công của họ. Tòa tháp là kiến trúc khiến nhà The Rick trở thành một trong những tổ hợp kiến trúc đặc trưng nhất ở Alabama. The Rick, một người có tính ghen tị, đã thêm tòa tháp 3 tầng này ở trước nhà mình để ganh đua với nhà Jamieson. Năm 1862, Robert Jamieson, một người giàu có khác, đã xây dựng tòa biệt thự hoành tráng của mình, nay là lâu đài Jamieson Van Der Graaf đã được phục hồi, cách đó khoảng một dặm. Từ tháp của mình, The Rick có thể theo dõi những gì xảy ra tại biệt thự nhà Jamieson. The Rick cũng không phải là một người cha tốt. Catherine, con gái của The Rick, đã phát điên sau khi bố cô đuổi đánh người yêu của cô và ép cô kết hôn với một người đàn ông khác giàu có hơn. Người chồng đó đã ly dị Catherine. Cô quay trở lại biệt thự nhà The Rick và bị giam lỏng trong phòng ngủ chỉ với một chiếc đàn piano bầu bạn. Năm 1867, thảm kịch xảy ra. The Rick là một người nghiện rượu nặng. Khi đang cố gắng tỉnh táo lại sau một đêm uống say, ông ta đột nhiên bị sốc rượu. Và trong trạng thái ảo giác, ông ta đã chạy qua hành lang và lao mình ra khỏi ban công. Tiếng gào thét của The Rick đột ngột câm lặng khi ông ta va vào bậc cuối cầu thang và chết ngay lập tức. Sarah giờ đây lần thứ hai trở thành quá phụ, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. The Rick để lại yêu cầu chôn cất rất kỹ càng phức tạp cho đám tang của mình. Một trong số đó là phải thắp nến quanh quan tài của ông trong lễ thức canh người chết. Sau cái chết của người chồng thứ hai, quá phụ Sarah khăng khăng rằng khi bà qua đời, bà phải được mai táng chính xác hệt như chồng. Thậm chí bà còn để dành những ngọn nến đã được sử dụng trong lễ tang The Rick để chúng được thắp trong đám tang của bà. Tuy nhiên, khi Sarah chết vào năm 1884, bà đã giấu những ngọn nến quá kỹ, đến mức không ai có thể tìm thấy chúng. Nhiều người cho rằng thất bại trong việc thực hiện yêu cầu cuối cùng của người phụ nữ đầy bi thương này là khởi đầu làm bùng lên những vụ ma ám trong biệt thự nhà The Rick. Không lâu sau khi Sarah qua đời, một người dân địa phương đã hoảng sợ khi thấy đám lửa cháy trong tháp phía trước của tòa nhà. Ngay lập tức, cứu hỏa được gọi đến. Tuy nhiên, khi họ đến nơi, không có bất kỳ ngọn lửa nào bị phát hiện. Người ta còn bắt gặp cảnh ngọn lửa ma trơi cháy trong tháp nhiều lần. Một số người đoán rằng, linh hồn của Sarah còn đang chờ đợi trong tháp đã làm tháp bùng sáng lên, mang theo cảm xúc giận dữ và thất vọng vì những ngọn nến của chồng đã không được thắp lên trong đám tang của mình. Ngôi nhà đã thay đổi chủ sở hữu nhiều lần trong những năm tiếp theo. Tòa nhà được sử dụng làm căn hộ trong suốt quá trình mở rộng dân số của Tupelo, sau đó trở thành một trường thuộc sở hữu của Hội đồng Giáo dục Tupelo, rồi thành trụ sở một công ty chuyên tháo dỡ, và cuối cùng là một nhà thờ. Những thay đổi liên tiếp này kéo dài tới cuối thế kỷ 20. Trong thời gian ấy, những vụ lửa ma trơi vẫn xảy ra làm người ta hoang mang. Khi nhà thờ đóng cửa vào năm 1995 vì lý do tài chính, biệt thự nhà The Rick xưa cũ bị bỏ hoang và cuối cùng bị tịch thu bởi thành phố. Mọi thứ thay đổi khi bước sang thiên niên kỷ mới. Đầu tiên, Hội Bảo tồn hạt Tupelo tiếp quản nhà The Rick, sửa chữa trước khi bán nó cho một chủ sở hữu tư nhân. Năm 2008, sau khi ngôi nhà tu sửa xong, một nhóm các nhà điều tra hiện tượng kỳ bí đã được phép vào bên trong để kiểm tra các hoạt động siêu nhiên ở đây. Mặc dù không có đột phá lớn, nhóm nghiên cứu đã nắm bắt được một số hoạt động bất thường, như hương hoa thoảng qua được cho là của Catherine, cũng như những tiếng thở dài và tiếng bước chân bí ẩn được ghi âm lại. Chủ sở hữu hiện tại của nhà The Rick hy vọng khôi phục tòa nhà di sản này trở lại nét quyến rũ ban đầu của nó. Đưa tòa nhà ra mắt công chúng như một điểm tham quan lịch sử văn hóa. Bắt đầu từ tháng 5 năm nay,
những người quan tâm có thể tổ chức sự kiện, tiệc tùng, thậm chí là đám cưới ở đây. Nếu bạn quyết định đặt chân vào biệt thự nhà The Ritz ở Tucalo, hãy chú ý đến tòa tháp phía trước ngôi nhà. Có thể bạn sẽ bắt gặp ánh lửa lập lòe do linh hồn đau khổ của Sarah thắp lên đấy.